anh đủ các kiểu rồi, bắn tí thôi nha em. Bắn tí bắn làm gì anh? Bắn nó phải thành tia chứ, bắn một tí bắn làm gì anh, mất công cởi quần anh ạ. Nhá, bắn là bắn thành tia, bắn nó gọi là ủa ra luôn, chứ còn bắn như thế bắn làm gì, đúng không ạ? Theo em nói về vấn đề đó khá nhiều tư thế mà chị. Đúng rồi, rất là nhiều tư thế luôn. Cho nên là Thu Hà vừa mới chia sẻ cho mọi người 5 cái cách đặc biệt mà Thu Hà đã chia sẻ bên kênh YouTube của Thu Hà, là 5 cái tư thế yêu độc lạ, đúng không? Tư thế thuyền trôi, người thợ rèn và cái đe hư hỏng, vũ điệu ba lê, thuyền trôi, rồi là đắc di, rồi là 69. Trời ơi, nhiều lắm. Để mà kể ra đây thì cả ngày không hết về tư thế luôn ấy. Còn cái chuyện mà tư thế của vợ chồng chị thì nó gọi là tuyệt đỉnh công phu rồi em ạ. Để nhắc lại cho mọi người, ngày hôm nay Thu Hà vừa mới chia sẻ cho mọi người 4-5 cái lưu ý để khi mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta quy hát á, để cho người yêu không cảm giác cái khó chịu và đau đớn, thì chúng ta gần dùng ghen, chúng ta vỉa hào, chúng ta chuẩn bị một tâm hồn đẹp và đồng thuận giữa hai người thực sự thoải mái. Đó, đó, nó vân vân vào mây mây, nó rất là nhiều vấn đề, đúng không nào? Để chúng ta có một lần yêu, lần đầu tiên yêu nó viên mãn ra làm sao, chứ không phải là khi mà cứ vào là dập cái là xong. Thì nó là bảo làm sao mà không đau, bảo làm sao mà chưa gì mà mới cho vào nó đã chớ ra rồi, đúng không ạ? Em muốn đẻ không? Anh ơi em đẻ đủ rồi, em sắp lên bà rồi, em đẻ làm gì nữa anh? Em cảm ơn anh, em mến chào tất cả mọi người. Mọi người nhớ follow em để không bỏ lỡ like sau nhá. Like của em sẽ phát trực tiếp vào lúc 12 rưỡi trưa tối và lúc 22 giờ mỗi tối. Và mọi người đừng quên cái YouTube của em có tên là Dược Sĩ Thu Hà, để mọi người xem nhiều kỹ năng về phòng the hơn nữa, đúng không ạ? Nhiều ông, nhiều anh em nói với Thu Hà rằng: Thu Hà ơi, có phải là vỉa hào không thôi chị em cũng có thể xuất ra phải không ạ? Ok, trả lời với anh em rằng là vỉa hào là chị em đã gọi là xuất nông rồi. Nếu anh em biết vỉa hào và anh em biết tìm đúng điểm G thì em phụ nữ, điểm G, điểm A, điểm U, thì chị em phụ nữ sẵn sàng có thể là gọi là xuất nông được rồi. Thu Hà chưa nói là anh em phải dùng đến thằng em hư hỏng để đưa vào. Ok nhá. Yeah. Chúng ta chỉ cần dùng cái từ gọi là vỉa hào, hoặc là chúng ta dùng cái bàn tay điêu luyện của chúng ta thôi nhá. Mà anh em chỉ cần biết những kỹ năng, kỹ thuật về phòng the thôi thì anh em gọi là làm cho nàng cũng đã đời, gọi là ối rồi ôi, gọi là khóc thét, gọi là bắn thành tia rồi. Chứ còn Thu Hà chưa nói là anh em phải dùng cái kia. Thế cho nên là rất là cần anh em có nhiều kỹ năng về phòng the để làm cho chị em phụ nữ cảm thấy là thỏa mãn nhất. Nhưng mà thời gian yêu của anh em đang được bao nhiêu ạ? Anh em comment thời gian yêu của anh em lên đây giúp Thu Hà được không ạ? Để Thu Hà có thể giúp anh em những cái cách gì, ăn gì, uống gì, thủ thuật gì để giúp anh em cải thiện thời gian yêu của anh em mà chưa cần dùng đến thuốc nhá. Thu Hà sẽ chia sẻ cho anh em biết cái thời gian yêu của anh em đang là bao nhiêu. Ví dụ như là anh được 15 phút, anh được 20 phút, anh được 45 phút nào. Xem giúp anh, giờ anh đeo bi, giờ bỏ nó không được, nó không quên được anh xong. Anh Quang Tuấn ấy, em Hà sẽ nói về cái vấn đề độ bi cho anh Quang Tuấn cùng nghe nhá, và tất cả mọi người cùng nghe nhá. Như này nè, cái vấn đề độ bi không chối bỏ là cái vấn đề độ bi là nàng nó rất là sướng. Tại vì khi mà cái bi nó trượt trượt như này này, nó chạm vào hai thành vách á, thì nàng sẽ nhớ mãi không quên anh nhá, nàng sẽ nhớ mãi không quên anh. Nhưng cái vấn đề độ bi nó không theo anh em cả đời được. Tại vì đến thời điểm nào đó thì anh vẫn phải lấy ra. Anh lấy ra thì cái thân thằng em này nó bị xây xớt như thế thì nó sẽ liên quan ảnh hưởng trực tiếp tới cái vân gờ. Em nói thật, trước tiên là nó xấu xí đi này. Nó kiểu như nó bình thường, nó nhũn. Bây giờ chúng ta độ vào đây đúng không ạ? Chúng ta tháo ra thì nó nhũn ra, đúng không ạ? Nó cái da này nó bìu, nó chảy xuống, nó rất là xấu, đúng không nào? Xong bắt đầu là đến lúc mà chị em đã đến sau 30 tuổi thì lượng estrogen nó giảm đi 1% cộng yếu tố sinh nở nữa, thì chắc chắn rằng là sẽ bị đau rát, khô. Khô là phải đau, mà nó cứ cọ cọ vào như thế thì giờ hỏi có đau không, có rát không. Bây giờ nó sướng nhưng mà bảo với nó là như này này, vài năm nữa mày chết con mẹ mày đó nhá em ơi. Cho nên là đừng có ham hố như thế. Rồi vài hôm nữa nó bị xây xớt rồi em sẽ bị viêm nhiễm đó. Cho nên là anh phải tháo ra thôi. Sướng một đấy, sướng đủ rồi. Đó thế nhá.
lụm luôn, khóc thét cơ ạ. Ôi khóc thét luôn. Tại vì chúng ta chỉ cần biết 12 điểm nhạy cảm trên cơ thể của chị em phụ nữ. Chúng ta biết điểm G ở đâu, chúng ta biết điểm U ở đâu, chúng ta biết điểm A ở đâu, chúng ta biết ba nông một sâu, và chúng ta biết khêu khích nó, và chúng ta biết dùng thằng em đúng lúc đúng chỗ để chúng ta có thể là đưa vào. Thì tôi thật với anh em rằng nó khóc thét luôn, nó gọi là van xin luôn, anh ơi anh hãy lấy em đi, em không thể chịu được nữa rồi. Tôi hứa với anh em là như thế luôn. Nếu anh em đạt gọi là kỹ năng của anh em thượng thừa, cũng gần như là gọi là ông hoàng phòng the đi, ông làm chủ được cuộc chơi, ông kiểm soát hết, mà ông yêu được 20-30 phút nhá, thì tôi thề với anh em là con nào nhìn thấy anh em cũng mẹ vã luôn. Mẹ vã luôn, gọi là chết mẹ ngay lúc lần đầu tiên luôn. Chỉ cần lần đầu thôi, nó đã vã rồi, nó đã chết rồi nhá. Không cần nói đến việc khác luôn. Mỗi 35 phút người yêu đã kêu hả? 35 phút là ok, tuyệt vời mà. Em có 5 phút em kết bạn Zalo với chị đi, kết bạn đại diện 2 lần cho chị, dẫn tới trang chủ TikTok của chị thì chị sẽ hỗ trợ tư vấn kéo dài thời gian yêu cho em nha. 5 phút ạ. 5 phút thì cũng gọi là yếu đâu, nhưng mà nhiều khi nhiều con nó tờ đâm á, kiểu nó không đã đâu. 5 phút nó không đã đâu, tầm khoảng 10-15 phút thì có gọi là ối rồi ôi. Bình thường nó 7-15 phút nó mới ra một lần, chứ còn 5 phút là nó chưa kịp cái gì đâu, nó chưa cảm nhận được cái gì đâu nhá. À, chị nói chuẩn không sai một tí nào, cảm ơn em rất là nhiều nhá, đúng không ạ? Thế thì cuộc đời này thì có cái quái gì đâu, nó thật sự ra là anh em cứ suy nghĩ rằng là cái việc khi mà tôi lên trên này, tôi ngồi tôi tư vấn sức khỏe tâm sinh lý cho mọi người, tôi có những cái video, tôi có những cái clip, tôi chia sẻ rất là nhiều những cái gì ạ, kiến thức về phòng the để giúp cho mọi người, mang giá trị lại cho mọi người, mang hạnh phúc cho mọi người. Nhưng mà tôi vẫn bị chửi là con đấy thế này, con đấy thế kia. Tôi không quan tâm. Tôi quan tâm cái điều là tôi mang lại cái giá trị gì cho các anh em, đúng không ạ? Rõ ràng là khi mà trong cuộc hôn nhân, nếu không hạnh phúc, không có tiếng nói chung, và nếu như mà ông khỏe quá thì cũng không được, mà ông yếu quá thì cũng không được. Mà rõ ràng là khi hai vợ chồng bên ngoài thì mọi người nhìn thấy là ồ cái gia đình nó rất là hạnh phúc, nó rất là viên mãn, nhưng mà bên trong á thì gợi yếu sinh lý, vợ thì ông ăn chả bà ăn em, đúng không nào? Tại sao chúng ta không mổ xẻ nó ra, tại sao chúng ta không thẳng thắn nói với nhau là mày như thế chưa được, hay là cô như thế này chưa được, thì tại sao anh không cải thiện thời gian yêu của anh đi, anh không làm cái này, anh không làm cái kia đi? Tại sao? Chúng ta có kiến thức mà, chúng ta có smartphone trên tay, không có cái gì là xấu cả. Tại vì cái vấn đề về phòng the nó đang là một cái nhu cầu thiết yếu của con người, cũng giống như chúng ta là ăn cơm và uống nước vậy đó. Nếu thiếu chúng nó, thiếu một trong những yếu tố đó thì chúng ta không thể sống được, phải không chưa nào? Tôi nói thật với anh em nhé, cứ nói phép chứ bây giờ một đứa con gái bảo là ý là tôi chả cần chồng, tôi cũng chẳng cần cái đó đâu. Tôi thề với anh em ấy, chịu thế méo nào được, đúng không ạ? Chịu thế méo nào được. Trời ơi, con nào mà chả là con, đúng không nào? Kể cả nam thế thôi. Trời ơi, không mẹ một tuần không được, một hai phát mẹ chả khó chịu, bức bối hả? Bức bối ở khó chịu, xong rồi kiểu ức chế đấy, nỡ thế. Mẹ khả năng mà nhìn con nào mà đang kiểu vã đó, kiểu như chưa được cái nào á, trời ơi, nhìn khổ lắm kiểu. Cho nên là cái nhu cầu tâm sinh lý thì nam cũng như nữ thôi, giống nhau hết, đúng không ạ? Con nào mà chả là con. Nếu thực sự tôi yêu anh lắm nhưng mà chim anh bé mà anh yêu được có 1-2 phút là tôi cũng méo yêu anh được. Mà con nào mà thực sự ra ông nào bảo con này nó xinh lắm nhưng mà bim bim nó khô, bim bim nó chả có gì cả. Tôi thề với anh em là tôi không bỏ, nó không bỏ từ con cơ ông. Lấy về để làm gì ạ? Lấy về để nhìn à? Lấy về để ngắm à? Đúng không ạ? Chỗ nó phét, đúng không? Nói thật cả nam cả nữ, 15 phút bây giờ mặt buồn thui rồi. 15 phút là mấy bạn đã mặt buồn thui thủi rồi. Đúng rồi, 15 phút là buồn lắm rồi. Đúng rồi, không có thì cũng chết. Đúng rồi, Thiên Hương, chào bạn. Nhiều chị còn bảo bao lâu làm nó mất cảm giác ấy. Là nói phép cũng nói phép em ạ. Mẹ cái loại đấy cũng mà nó thích, dã man cũng mà nó đi kiểu như là trông bên ngoài thì có vẻ là lịch sự lắm, nhưng mà thực sự nó thối nát em ạ. Nói thật như thế, thối nát, gọi là tâm hồn thối nát. Trời ơi, có khi là mặt thì quay với chồng nhưng mà đít thì quay với thằng khác. Thì mẹ chị chúa ghét những cái con mà chém gió vãi. Có đủ khỏe không chị ạ? Đủ thì mới khỏe được. Ví dụ như cả nam cả nữ nhá, nếu như nó gọi là hormone sung sướng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta được lên đỉnh, khi chúng ta gọi là đạt được cái cực khoái, thì rõ ràng là
về phụ nữ nhá, da rẻ sẽ hồng hào hơn, máu sẽ lưu thông tốt hơn và cảm thấy yêu đời hơn, để cuộc sống này ý nghĩa hơn. Còn nếu mà nam nhá, nếu lâu ngày mà không làm cái việc đó đó, trời ơi bức bách khó chịu, cáu bẩn, trời ơi, nói chung là tất cả mọi thứ. Tôi nói thật với các anh em nhá, nếu như cuộc đời này nếu không hai cái từ chăn gối nhá, hay không có về phòng the nhá, thì tôi nói thật là toàn nói phét thôi, không có đâu nhá, ai cũng ham muốn cả. Nhưng mà người ta khéo che đậy, người ta khéo che đậy, người ta chỉ phải khổ. Nhiều người rất là khổ, mãi mê sống với cái suy nghĩ, cái vỏ bọc của mình là tôi phải thế này, tôi phải thế kia, nhưng mà thích thì thích bỏ mẹ ra, nhưng mà lại không dám nói, không dám sống thật với bản thân của mình. Cả đời chưa biết sung sướng là cái gì hơn, chỉ biết là cam chịu vậy thôi. Nó về nó ịch ra, nó trận ra, nó giải quyết nhu cầu xong thì kệ mẹ mày thôi, cả đời không biết làm cái gì. Mình sống như thế là vì cái gì, đúng không ạ? Nhiều người khổ lắm, tôi thật sự là như thế. Tôi thực sự là tôi là cái người cũng phải, tôi không phải dám nói là tôi là người là tiên phong để đưa vào cái việc giáo dục giới tính vào trên mạng xã hội. Có rất là nhiều các anh chị đã đi trước rồi, nhưng mà tôi thấy rất là tuyệt vời, tôi thấy rất là đáng sống, tôi thấy rất là cái vấn đề này phải có lớp, phải có tất cả mọi thứ, những cái khóa học. Mọi người nói là bọn này nó lên nó tuyên truyền nhảm, nhưng mà tôi nói thật sự với anh em rằng là như này này, nếu như một người ta gọi là vẽ đường cho hưu chạy còn hơn là để cho hưu nó không biết đường, nó đâm đầu vào cái chỗ nào nó không ok, được không ạ? Thì cái quan điểm của tôi là rất là mong muốn giới tính để cho các bạn biết được là để các bạn phòng tránh, các bạn giữ gìn cái bản thân của các bạn tốt hơn, ok hơn, là cái điều đó là tôi rất là thấy ok ở trong cái xã hội bây giờ. Cho vợ chồng anh có một cuộc yêu viên mãn phải không ạ? Dạ. Tức là anh ơi, anh có thể là inbox cho em, ví dụ như anh lấy cái số điện thoại mà anh đang gọi đây này, anh có thể là nhấn vào số điện thoại vào chỗ Zalo tìm kiếm số điện thoại đó, xong anh kết bạn với em. Vâng, sau khi mà em Hà kết bạn thôi. Dạ, kết bạn. Tên của anh là gì ạ? Tại vì một ngày thì em quá là nhiều những các cái anh thuyết minh phải không ạ? Dạ vâng, anh có thể là inbox cho em là Thu Hà ơi, anh vừa gọi điện cho em cái đuôi số là 070 đó, thì em sẽ lên cho anh một cái kịch bản và em sẽ gửi cho anh về cái kỹ năng về phòng the anh nhá. Dạ vâng, thì em sẽ báo. Dạ vâng, xong rồi em sẽ báo giá cho anh là cái đấy là bao nhiêu để anh biết nhá. Rồi anh em sẽ tắt máy và em sẽ kết bạn Zalo với anh nhá. Dạ vâng, rồi em chào anh nhá. Dạ. Đó. Bận rộn lắm, không phải đùa được đâu. Thu Hà một ngày thì Thu Hà có thể là, nếu như Thu Hà không tắt máy thì Thu Hà không có ngủ được. Tại vì sao? Quá là nhiều anh em, quá là anh này thì anh ấy không có ok, cũng không có kiểu như là dùng mạng á, không có ấy, cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng 50 mấy tuổi rồi đó. Thì anh ấy thực sự ra là lúc đầu anh gọi điện đến cho Thu Hà thì rất là tuyệt vời ở cái chỗ là như này này. Cảm ơn Thu Hà, thực sự anh chỉ là bảo vệ thôi, nhưng mà anh cảm ơn Thu Hà. Cảm ơn Thu Hà đã chia sẻ rất là nhiều cái kỹ năng rất là tuyệt vời, có những cái điều đấy mang đến em chưa anh em anh ạ, mang đến cái giá trị cho mọi người rất là tuyệt vời. Cảm ơn Thu Hà. Và Thu Hà có thể là không cần video, cũng không cần Thu Hà nói, mà Thu Hà có thể viết vào một cái tờ giấy cho anh biết được là đầu tiên làm như thế nào, bước thứ hai làm ra làm sao để cho người phụ nữ của mình cảm thấy là sung sướng, thỏa mãn, yêu như thế nào, làm tìm ra làm sao để cho vợ chồng anh đấy có thể là cảm thấy là được mới lạ, được tuyệt vời hơn. Tại vì các anh đã có tuổi rồi, đúng không nào? Rất là tuyệt vời. Follow Thu Hà này, đăng ký kênh YouTube cho Thu Hà có tên là Dược sĩ Thu Hà nhá. Dược sĩ Thu Hà là YouTube của Thu Hà, còn follow Thu Hà để không bỏ lỡ like sau. Còn anh em có những thắc mắc nào muốn nâng cao cái thời gian yêu lên 20-30 phút và muốn tăng size thì anh em có thể là inbox cho Zalo bây giờ Thu Hà, offline Thu Hà sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em vào Zalo nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, biết ơn mọi người, mỗi một người vào trong livestream của cô Thu Hà đã góp phần thành công cho livestream của Thu Hà rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, biết ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào tối hôm nay lúc 22 giờ.